có một tam giác quỷ tại Việt Nam. Tam giác quỷ Bermuda cho đến nay vẫn là ấn đố cho nhân loại, vì tại khu vực này có rất nhiều tàu thuyền, máy bay v.v. mất tích một cách bí ẩn. Tuy nhiên, tại Việt Nam, nhiều người cho rằng cũng có một tam giác quỷ ẩn chứa nhiều bí ẩn đang chờ được các nhà khoa học giải thích. Và xác người cháy đen văng tứ phía. Đến năm 1994, sau 10 năm, huyện Bắc Yên lại xôn xao tin máy bay rơi khi đồng bào Mông sống trên những đỉnh núi cao ở các xã Xím Vàng, Tà Xùa kể rằng họ nghe thấy tiếng nổ lớn. Lần này, một chiếc máy bay trực thăng chở các chuyên gia bay từ Điện Biên Phủ về đã mất tích vào ngày 7 tháng 5 năm 1994. Chiếc máy bay này chở các chuyên gia đi khảo sát để mở đường bay du lịch từ Hà Nội lên Điện Biên và Sơn La. Tuy nhiên, việc khảo sát chưa hoàn thành thì họ đã gặp nạn. Theo cơ quan quản lý bay, thì khi chiếc máy bay bay qua khu vực này đã mất tín hiệu đột ngột. Đó là chiếc trực thăng Bell Longyear, một loại máy bay khá hiện đại thời bấy giờ. Điều đặc biệt là viên phi công lái chiếc Bell Longyear này dày dặn kinh nghiệm với hơn 5.000 giờ bay. Trong ngành hàng không, người có số giờ bay này rất ít. Bay được số giờ này là đẳng cấp đã rất cao, đủ kinh nghiệm để xử lý tình huống bất trắc, có thể coi là phức tạp nhất nếu xảy ra với máy bay. Bằng chứng về những vụ nổ máy bay ở núi U Bò còn được hiện diện trong rất nhiều dụng cụ làm việc của người Mông nơi đây. Bởi vì mỗi lần nghe tiếng nổ, người dân trong xã lại tổ chức vào ngọn núi U Bò để tìm. Trước hết họ tìm những nạn nhân xấu số, sau đó là kiếm sắt thép về làm dụng cụ như dao, cuốc, xẻng v.v. Vậy đâu là nguyên nhân? Theo lý giải của đồng bào Mông, nguyên nhân máy bay rơi có thể do ngọn núi U Bò quá cao, quanh năm chìm trong mây mù, trong khi phi công lại chủ quan đi lái máy bay qua khu vực này nên đã đâm vào vách núi. Lý giải này không thuyết phục bởi máy bay có nhiều công nghệ hiện đại, thiết bị định vị dẫn đường, phi công đều đã nắm rõ địa hình địa vật. Hơn nữa, theo lời kể của các cụ già người Mông, là ngoài một số máy bay đâm vào vách núi thì có nhiều máy bay không va vào vách núi mà rơi thẳng xuống chân núi. Ông Hạng A Cũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xím Vàng bảo, ngày trước thi thoảng lại có đoàn nghiên cứu lên đây hỏi han, rồi thuê người Mông chúng ta dẫn đường vào chân ngọn núi U Bò kia. Họ vác theo máy móc đo đạc cái gì ta cũng chả biết.
còn có cả những phái đoàn người Tây vào xã ta tìm hiểu chuyện máy bay rơi. Nhưng họ có tìm hiểu được gì không thì ta không biết, vì họ có nói đâu. Một số suy đoán cho rằng nguyên nhân là do rối loạn từ trường. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Vũ Khúc, Cục Địa chất khoáng sản Việt Nam, vùng đất nơi Thâm Sơn cùng cốc này có nhiều dị thường về địa chất, trường từ, nên khi máy bay di chuyển qua, những bộ phận điều khiển bằng điện tử dễ bị nhiễu loạn, gây nên những tai nạn thảm khốc. Đại tá Mùi Trọng Bứng, nguyên huyện đội trưởng Bắc Yên cho biết, năm 1993, có một đoàn khảo sát địa chất lên đây nghiên cứu. Ông hỏi mới biết họ nghi ngờ rằng có một mỏ uranium nằm trong lòng đất Bắc Yên. Có thể thứ nguyên liệu chế tạo bom nguyên tử này đã gây nhiễu loạn với các thiết bị điện tử. Rõ ràng không phải ngẫu nhiên khi riêng trong thời kỳ Pháp thuộc đã có tới 5 tai nạn máy bay xảy ra bí ẩn ở vùng đất này. Chưa kể, một số vụ máy bay khi qua đây bị mất tích. Thêm vào đó, thời kỳ chiến tranh, máy bay Mỹ thường bay từ Thượng Lào, Thái Lan qua khu vực này ném bom miền Bắc. Nhiều phi công cho biết khi bay qua vùng Bắc Yên, các thiết bị điện tử thường nhiễu loạn, tâm trí phi công không được ổn định. Vì thế họ thường tìm cách tránh khu vực này dù phải bay đường vòng. Một số ý kiến lại cho rằng khu vực xiêm vàng nhiều núi cao, vực sâu, thung lũng hun hút, những cấu tạo đặc biệt về địa hình, địa vật tạo ra luồng không khí đối lưu mạnh, đủ sức hút rơi cả máy bay. Từ năm 1994 đến nay, nơi này không xảy ra vụ máy bay rơi nào cả. Mặc dù các nhà khoa học vẫn chưa tìm được lời giải, song đường bay từ Hà Nội lên Sơn La, Điện Biên, Bắc Lào và ngược lại, xuyên qua khu vực xã Xím Vàng đã bị cấm. Do đó, gần 20 năm nay, không có tiếng động cơ máy bay vang lên trên bầu trời Xím Vàng nữa. Giống như những gì xảy ra ở vùng tam giác quỷ Bermuda nổi tiếng, có lẽ sẽ còn cần rất nhiều thời gian cùng sự đột phá mạnh mẽ về công nghệ để những bí ẩn xung quanh ngọn núi tử thần và những chiếc máy bay rơi không rõ nguyên nhân mới có thể bước ra khỏi bức màn bí ẩn.